không về. Ngày xưa chiến tranh điều tàn, giờ thì xa quê ngút ngàn. Lọc màu hoa nở đỏ xanh tím vàng, ngày hung xuân đau mừng tuổi mới xa. Mà nơi đây giữa quê người, một tình xuân vẫn chia hai trời. Giờ nóng làm sao ấm người. Ôi ta nhớ thuở trời yên chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu bao đông trên toàn quốc. Vì em đang giới thiệu đến quý vị con âm ly đài nông BMA 390. Mà lòng con hằn lên muốn nói đâu. Mặt phai nhôm nha quý vị. Cụ gan bên trong đây quý vị rất đẹp ha. Dòng đài nông này thì trước giờ nó chuẩn luôn quý vị ha. Rất là dễ ghép. Và những con giá này rất rẻ quý vị. 616 118 quá. Rồi. Đơn giản vậy thôi quý vị ha. Và con đài nông 390 này giá 1 triệu 6 nha quý vị, bao ship luôn toàn quốc. 1 triệu 6 ha. Giá không bớt nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Nguyên zin nguyên bản hết. Rất mới.